the families of the bride and groom, would you please welcome any suite to come on up? Onward, Walk Twin's grandfather, Onward Nguyen-chi. Uncle, Walk Twin's granduncle, Lingbo, father, Nguyen-chi. Womack, Walk Twin's parents, Ong Ban, Wen Chung Ho. Anh Chai, Walk Twin's older brother, Nguyen Dao Twin. Yeah. Anh Chai, Walk Twin's younger brother, Nguyen Phu Twin. Book Twin's younger sister, Nguyen Phu Twin. Book Twin's younger sister, Nguyen Phu Vinh. Và những người sau đây khi gọi tên xin đứng tại bàn. Chị của mẹ Quốc Thuyền, chị Cao Xuân Thu và các con. Quốc Thuyền đó, chị Cao Xuân và chị Xuân. Em trai của mẹ Quốc Thuyền, cậu Nguyễn Văn Ninh, Quốc Thuyền's uncle, Mr. Nguyễn Văn Ninh. Các con của em gái bố Quốc Thuyền, cô Trần Như Thảo, hay vì lý do đặc biệt không thể có mặt vắng mặt đây. Quốc Thuyền's aunt, Mrs. Nguyễn Như Thảo, and her children who cannot be here today. Em gái của bố Quốc Thuyền, cô Võ Hồ Hiền Thi và các con. Em gái của bố Quốc Thuyền, cô Trường Thuy Thủy, chồng và các con. Quốc Thuyền's aunt, Mrs. Jessica and her spouse, John Chung. Em trai của bố Quốc Thuyền, chú Nguyễn Thị Sĩ, vợ và các con. Quốc Thuyền's uncle, Mr. Nguyễn Thị Sĩ, his spouse Kim and the children. Con gái của em gái bố Quốc Thuyền, Nguyễn Thị Chi, không có văn mặt. Em gái bố Quốc Thuyền, cô Hồng Messina, chồng và con. Quốc Thuyền's aunt, Mrs. Hong, her spouse Jason Messina, and her children. Em trai bố Quốc Thuyền, chú Nguyễn Trung Khánh, vợ các con. Quốc Thuyền's uncle, Mr. Nguyễn Trung Khánh, his spouse Hoa and her children. Em gái của bố Quốc Thuyền, cô Trang Cleveland Trọng và các con. Quốc Thuyền's aunt, Mrs. Trang Cleveland, her spouse Alden and her children. Em trai của bố Quốc Thuyền, chú Nguyễn Thịnh Tan và các con.
M. Dai, the vocal twin, Jun Wit, Kwan Yu. Sau đây tôi xin được giới thiệu đến quý vị gia đình bên Ô Dâu. And now may I please introduce to you the bride's family. Ba má của Thuy Vy, the parents of Thuy Vy, owned by Nguyễn Nghĩa, Paul and Mary. M. Jai, Thuy Vy, Thuy Vy's brother, Nguyễn Trung James. Những người sau đây khi tôi giới thiệu, xin đứng tại bàn. The rest of the people on the list, please stay in your seats. Chị gái của bà Thuy Vy, the father of the bride's older sister, cô Nguyễn Thị Lan và các con, anh chị. Anh trai của bà Thuy Vy, the father of the bride's younger brother. Hai bác của Ba Đức Hòa và các anh chị. Em trai của Ba Thuy Vy, the mother of the bride's older sister, Chú Thím, Thím, Sony và Loan và các em. Chị gái của Ba Thuy Vy, the mother the older sister, Thuy Vy's mom's older sister, Hai Bác Nguyễn Hồng Thái. Em gái của má Thuy Vy, the mother of the bride's younger sister, Thị Nguyễn Thị Ngọc Liễu và các em. Thank you for your team All right, it's time to introduce our bridal party. Coming in first, let's give it up for Juliet Williams, escorted by Stephen Ho. Give it up for Whitney Kachin and Tan Chun.
now for the next couple. Let's give it up for Angela Judd and James Witt. Xin mọi người làm ơn đứng để chúng ta cầu nguyện. Là phép của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa với tình yêu Chúa đã đưa Kathy và Thuyên trở thành gia đình Công giáo qua bí tích hôn phối ngày hôm nay. Vợ chồng là nền tảng của giáo hội. Bởi vì vậy, chúng con tụ họp ở đây để chúc mừng, cầu nguyện. Xin Chúa thánh hóa của anh chúng con và cho chúng con luôn luôn sống trong tình yêu của Chúa, đặc biệt cho Kathy và Thuyền. Heavenly Father, we gather to thank you for the blessing you bestow on us, especially for Kathy and Thuyền become husband and wife. Society needs the family, the church needs the family. Give them the strength as you, Jesus and Mary and Joseph attend the first wedding and bless them and make a miracle in through their life. Tonight, today, we gather to congratulate them, Kathy and Thuyền, for the marriage. Give them the strength and always love one another as Jesus Christ loved the church and for the church, dying for the church, and spread the message of love through them and through the church. So I ask you to give them an instrument and bless God's own way, live in your grace and your love. May you bless in the food will bestow over us tonight, through the hands, to the working, the workers, and to the family and your support, and for them, bless us enjoy the food, and especially for congratulations, Kathy and Thuyền. May you bless all of us, especially for them. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bởi vì họ và chúng ta có ban ngày hôm nay, xin chúc mừng cho họ rằng khoái tay và công chúc cô bé của mình. Thank you, and everyone enjoy your dinner, and we have a brother probably take your seats at the head table.